Chào các bác. Cây ổi dáng siêu của em nhá. Dáng siêu. Lâu lắm rồi um tùm quá. Mà một số cành thì mọc lung tung quá, mà một số cành thì chính thì lại bị chết vì là bị khô thì ra để nên bị gãy. Em uốn từ cái thời mà nó còn lạnh lạnh ấy. Thì bây giờ nhìn nó chán quá. Phải làm lại, bên này mình xưa nhiều quả vô cùng. Đấy, nhưng mà bị vứt xó rồi, hôm nay mới lôi ra làm đây. Trong cái chiến dịch mà cứ cố gắng là sẽ làm được những cái cây mà vứt xó một cách ngon lành hơn các bác ạ. Mình không chuyên cây mà cứ đi làm thôi, chứ không phải là suốt ngày cây cối được, cho nên là có thời gian là sẽ cố gắng làm. Đây các bác, ổi đang siêu nhá. Cây này cực kỳ già và nhiều quả ngày xưa thì bác ạ. Đó, nhìn nó rối rắm quá, những cái cành bị chết nhiều. Đó, ngọn nó bị phá này, ngọn nó bị phá. Thì để này. Bây giờ làm xem nó có hay ho gì không các bác nhá. Hay ho gì không? Như thế này còn chẳng nhìn thấy gì này. Đấy, và cái tay đằng trước này bị khô, bị gãy mất đây, rất là tiếc đây. Đây. Gãy đây. Đó. Gãy cả cái tay này đây. Rất là tiếc này. Rồi bây giờ làm lại cho nó tươm tất một tí rồi sau đấy để cho nó có form làm theo thôi các bạn nhé. Rồi bây giờ làm đây. Làm sạch sẽ lại một tí, gọn gàng, kiểu gì gọn gàng thì bất kể cây gì các bác muốn làm ấy, thì cũng phải gọn gàng đã, nhìn cho nó đỡ rối rắm đã, rồi mình tính được những cái nước tiếp theo.
Xin báo cáo là muộn quá các bạn, tối các bác chắc không xem được mà em không làm được hết, làm sơ sơ như này, khỏe với các bác tí thôi chứ còn chưa xong. Cành này là đang bị hỏng mất này, cái cành buông buông kìa, đấy là đang bị vớ vẩn này, nhưng mà cố gắng giữ lại đấy, để ngọn cả cái ngọn này các bạn, đấy đang cố gắng giữ lại, không thì chính xác là mình nên cắt đi, có thể sẽ đổi dáng cho cây này thành cây, dựng nó lên thành cây, dựng nó lên thành cây có cái cành bay đằng sau này thôi. Đấy, chứ để thế này thì về thân thế thì được, nhưng mà tay tán thì không rồi các bạn. Đấy, xoay bằng nó sẽ đấy các bạn, nó cầm camera lên các bạn nhé, đi xung quanh một vòng, tối quá không biết các bạn nhìn được rõ. Bệ dưới có bệ nhá, dưới có bệ, quận thế này được không, thân thì ra khá già. Đấy. 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 Hơi cao là không đứng ok không các bạn, nhìn chiều chéo thì thấy nó hơi lởm, tổng thể là cũng tạm được thôi, vì cành này nó đang bị hỏng, cắt mất. Cành này thì tán ở ngoài răm thì được, nhưng mà khổ ở trong nó thô. Đấy, đoạn ngọn này thế. Để chơi tạm thì như này được rồi. Đấy. Chơi tạm thì như này được rồi. Đấy. Đấy siêu này, đấy siêu. Nếu mà sửa thành dáng thử dành như cái mà em bảo dựng lên thì cũng không ok lắm, đoạn cổ này hơi to, kiểu giống văn nhân ấy, đoạn cổ này hơi to, không ok lắm. Sẽ cố gắng làm này, dáng này, nhưng mà sau làm lại tê tán, cắt đi thôi. Lúc đấy tính sau quá, hôm nay muộn quá. Mà cắt đi thì chờ thời gian nữa mới có ok được. Rồi. Cảm ơn các bác theo dõi nhé.